Nhanh đi, hết giờ rồi. Ok, hello, xin chào tất cả quý đồng đạo Võ Lâm Truyền Kỳ Zit cùng mấy chủ Thành Đô, trang chủ chung võ công truyền kỳ.com. Mình là Di Khải, anh em chúc anh em một buổi tối xem livestream vui vẻ nha. Hôm nay chúng ta sẽ trực tiếp xem giải đấu thiên hạ đệ nhất bang tranh giành 3-4 của server này. Và hiện tại chúng ta đang theo chân đây là bang Hội Lão. Và chúng ta sẽ hôm nay chúng ta sẽ sờ cái mặt của bang Hội Lão và sẽ giao tranh với bang Hội Tứ Hải tại server này nha anh em. Anh em chúng ta cùng theo dõi trận tranh 3-4 giải thứ hạng nhóc bang của cụm Thành Đô ngày hôm nay. Chúng ta chỉ còn khoảng 2 phút để bắt đầu trận đấu ngày hôm nay. Không biết bang Hội nào sẽ giành lấy hạng 3 và bang Hội nào sẽ nhận ngay hạng 4 đây. Chúng ta cùng chờ đón thử xem. Hiện tại hai bên chúng ta đã sắp xỉ vào được gần 50 người rồi. Mình đang theo chân bang Hội Lão nha anh em. Hôm qua với Lão với Tứ Hải đã thua ở trận vòng loại, thì hôm nay họ sẽ chỉ có thể đánh cho mình trận tranh 3-4 thôi. Ok anh em, chúng ta cùng chờ đợi sau 7 phút nữa. Hiện tại bên Lão đang tập trung khá là đông. Để mình vào trong web đã. Chúng ta cùng chờ đợi một chút nha anh em. Hiện tại Lão đang tập trung giữa ngay cổng chính cũng rất là đông rồi. Chúng ta chỉ chờ đợi trận đấu bắt đầu thì chúng ta sẽ bắt đầu khởi hành trận chiến này thôi. Ok anh em, và bây giờ thì trận chiến chúng ta đã chính thức bắt đầu. Chúng ta cùng theo dõi bang Hội Lão họ sẽ làm gì trong những giây phút đầu tiên thì sẽ như thế nào. Ở bên này thì Tứ Hải đang tập trung bên sâu vách đá của danh trại của mình khá là đông. Chúng ta cùng chờ đợi sự giao tranh tại khu vực này ngay mà thôi. Bên này thì đang có một số anh em Tứ Hải đang đặt những quả bom như là loạn hồng kích, đó là vợ thằng yêu và ông đường môn Alex. Bên khu vực bang Hội Lão thì họ vẫn đang tập trung ngay danh trại khu vực phe của mình. Anh em chúng ta cùng chờ đợi sẽ như thế nào. Đây sẽ là tuần giao tranh đầu tiên của hai bang Hội này. Ok anh em, và chúng ta sẽ hiện tại bên Tống là có 520 điểm, phía Kim có 300 điểm rồi. Đại gia khát nước bên Tống Tứ Hải à. Đại gia khát nước
tổng với lão. Ban hội lão, để mình xem ban hội lão thử được bao nhiêu thành viên. Hôm nay chắc 50 người thì không biết trong ban ổng bao nhiêu người đây. Lão thì 134, 139 rồi. Thì trong trận đấu này chúng ta chỉ lọc được những anh em nào khủng hoặc là những anh em nào tham gia được thì chỉ có thể vào được bên này thôi anh em. Thì mỗi trận đấu chúng ta chỉ có được 50 ạc vào bên trong này mà thôi. Có vẻ như là vừa rồi là phe tống mình thấy rất là nhiều anh em nằm trên bảng rồi. Có 5 người phe tống rồi, 3 người phe kim. Anh em đang xem livestream này thì đừng quên đỡ lại một like, một chia sẻ, ủng hộ hai ban hội nha anh em ơi. Và cũng như anh em có thể tham gia một mini game dành cho tất cả người xem livestream chúng ta. Chỉ cần xem livestream và đỡ lại một like, một chia sẻ và comment một số bất kỳ từ 0 đến 99 đỡ có thể nhận ngay phần quà, đó là 10 kim ngân bảo đến từ nhà tài trợ ban quản trị. Chúng ta sẽ dự đoán vào kết quả sổ số giải đặc biệt hai số cuối miền Bắc vào ngày 12 tháng 6 là vào ngày mai. Hiện tại mình cảm giác rằng ban hội lão họ vẫn đang cố gắng thủ rất là ổn định, chưa có gì xảy ra cả. Tuy nhiên điểm số chỉ mới 1K và với 1K 6. Đây là một trong những giây phút đầu tay nên là các ban hội phải cẩn thận và rất cẩn thận. Hiện tại Tứ Hải bên phe tống nha anh em, và phe kim là ban hội lão. Tống là Tứ Hải nha anh em, tống là Tứ Hải phía tay trái chúng ta. Tứ Hải đang đẩy vào từ cửa ba, từ cây vách 3 giờ đẩy lên. Chúng ta cùng dự đoán sẽ như thế nào. Đây là tuần giao tranh đầu tiên, hai bên đang rất là cố gắng. Chúng ta cùng chờ đón thử như thế nào. Có vẻ như là ban hội lão sau cái tuần giao tranh vừa rồi thì không còn một ai cả. Họ hoàn toàn về thành dân sốc, bây giờ họ đang rút lui về danh trại cộng chính của mình. Anh em chúng ta cùng tiếp tục theo dõi ban hội Tứ Hải sẽ như thế nào. Họ đang đẩy thẳng hoàn toàn từ cộng chính đẩy vào luôn rồi anh em à. Ui, một lỗ đánh rất là khủng khiếp đối với ban hội Tứ Hải. Họ đang áp đảo rất là khủng. Bây giờ có vẻ họ đang chiếm được cộng chính của khu vực ban hội lão rồi anh em. Bây giờ chúng ta cùng chờ đợi liệu ban hội lão sẽ thủ tình huống này sẽ như thế nào. Liệu ban hội lão sẽ thủ tình huống này như thế nào anh em. Tứ Hải đang ù thẳng vào danh trại rồi. Đây là điểm hồi sinh của tất cả anh em. Nếu mà điểm hồi sinh này bị chiếm thì rất khó mà tập trung được một đội quân hung mạnh. Bây giờ chúng ta cùng xem thử như thế nào. Hiện tại Tứ Hải đang rất áp đảo. Tình hình như thế này thì rất khó cho ban hội lão của chúng ta. Ban hội lão đang bị đã bị chiếm hoàn toàn khu vực hồi sinh, đã bị chiếm hoàn toàn khu vực hồi sinh rồi. Bây giờ chỉ còn một số anh em bên lão đang tập trung ngay cổng chính, không được nhiều cho lắm. Ôi, tình hình rất là khủng khiếp. Hiện tại chúng ta có vẻ cảm giác rằng ban hội Tứ Hải đang rất là mạnh trong trận giao đấu. Và tuần giao đấu đầu tiên họ đã hoàn toàn chiếm lĩnh được khu vực hồi sinh của ban hội lão. Anh em đang xem đừng quên đỡ lại một like, một chia sẻ nhiệt tình nha anh em ơi. Coi như là ủng hộ hai ban hội nào mọi người ơi. Và hôm nay là trận tranh 3-4 giải thứ hai nhất bang của cầm mấy chủ thành đô trang chủ và công truyền kỳ.com. Anh em đang xem thì đừng quên đỡ lại một like, một chia sẻ giúp nha anh em ơi. Rồi hiện tại bây giờ thì ban hội lão rất khó khăn mà di chuyển ra được bên ngoài. Và cuối cùng họ cũng tập trung được ngay gấp 3 giờ được một số anh em. Liệu họ sẽ như thế nào là anh em ơi. Tình hình như này là rất là khó khăn cho ban hội lão. Rồi sau một hồi cố thủ thì ban hội lão cũng có vẻ
chiếm là được dẫn chạy của mình rồi. Nhưng mà mình đỡ mình xem thời điểm số sẽ như thế nào rồi anh em ơi. Chỉ mới khoảng 5 phút trôi qua, đây là 5 phút đầu tiên. Nhưng mà rất là đáng tiếc cho bàn hồi lão, họ đã bị xâm chiếm khu vực hồi sinh một cách đáng kể. Chắc chắn anh em điểm số sẽ nghiêng về bàn hồi Tứ Hải một phần rất là cao. Như mình vừa thấy thì điểm phe họ bàn hồi Tống có cho mình 37k điểm. Bàn hồi Kim đó là khu vực phe Kim đó là bàn hồi lão chỉ có cho mình 4.400 điểm thôi. Một điểm số gác gần gấp 10 lần rồi anh em ơi. Tuần này có vẻ rất là khó khăn đối với bàn hồi lão. Chúng ta cùng chờ đón liệu bàn hồi lão sẽ như thế nào. Chỉ mới 5 phút thôi mà đã bị một con điểm số gác gấp hơn 10 lần rồi. Ở bên ngoài này thì đang có một số anh em Tứ Hải đang di chuyển đam những con NPC. Như anh Thiên Nhẫn này, mình đang theo chân anh này. Đây là đại gia khát nước. Thiên Nhẫn này đang cố gắng tấn công những con NPC để có thể lấy điểm số cho bàn hội của mình. Hello mọi người nhé. Hello anh em. Chạy đâu hết rồi? Mình sẽ chạy ra giữa chiến trường nha anh em. Mình sẽ chạy ra giữa chiến trường Hoàng Sài Long. Chắc chắn các bạn hỏi đang tập trung ngay giữa chiến trường rồi. Đây, hội lão đang tập trung ngay khu vực quốc chiến Hoàng Sài Long, ngay gốc cây thứ nhất. Ở trong trận đấu ngày hôm qua thì bàn hội Tứ Hải đã rất đáng tiếc thua điểm với bàn hội Hoàng Kim, và họ chỉ có thể vào trận tranh 3-4 ngày hôm nay với bàn hội lão. Trận kinh sung mạnh. Anh em đang xem thì đừng quên đến lại một like, một chia sẻ nha anh em ơi. Vàng khắp thế nhân trở về. Và bây giờ đây là tuần giao tranh thứ hai. Tuần giao tranh thứ hai từ bàn hội Tứ Hải. Tứ Hải đang cố gắng thể hiện mình là một chiến binh rất là mạnh mẽ. Họ tấn công đẩy liên tiếp. Đây là tuần giao tranh thứ hai. Và có vẻ như bên ban hội lão chỉ còn một số anh em đang rút về doanh trại của mình. Tình hình rất là khó khăn, rất là bị áp đảo bởi Tứ Hải. Và bây giờ chúng ta đang xem ban hội Tứ Hải đang cố gắng giết những con NPC để có thể lên điểm số cho bàn hội của mình. Trên bảng top 10 chúng ta thì đa số là bàn hội Tứ Hải nằm trên bảng rồi. Là 10 người thì đã có 9 người. 10 người thì đã có 8 người. 8 người bàn hội Tứ Hải đã lên bảng rồi. Chỉ có một anh bàn hội lão, đó là Lãng Tử Thần Long và Ngọc La Sát nằm trên bảng top 10 sau khoảng 10 phút. Ở bên ngoài này thì đang có vợ thằng Yên và Alex và Gia Cát Lượng đang cố gắng đặt những quả bom lò không kích. Sung mạnh. Chắc chắn với em rằng đây là một điểm số khá là cao. Sau chỉ mới 10 phút trôi qua thôi, bàn hồi Tứ Hải đã có cho mình 51k điểm. Và bàn hồi lão chỉ có cho mình 10k điểm. Hiện tại điểm số đang gấp 5 điểm số của bàn hồi lão rồi. Thánh thành. Anh em đang xem livestream thì đừng quên đỡ lại một like và chia sẻ nha anh em ơi. Đỡ lại một like và một chia sẻ để có thể nhận ngay phần quà, đó là 10 kim ngân bảo tương đương với gần 1 triệu Việt Nam đồng đến từ ban quản trị.
Anh em chỉ cần like, chia sẻ và đỡ lại con số bất kỳ từ 0 đến 99 trong cái livestream này, và hãy cùng nhau chờ đợi kết quả thôi. Chúng ta sẽ dự tính vào kết quả sổ số miền Bắc 2 số cuối vào ngày 12 tháng 6 là vào ngày mai. Hai ban hội chúng ta có vẻ đã tập trung đủ mỗi bên 50 người. Gió mây khắp phương màng, hiện tại thì ban hội lão đang cố gắng cố thủ ngay khu vực sâu cổng chính của mình, khá là đông. Hiện tại bây giờ thì Tứ Hải chưa tấn công, chúng ta sẽ chờ tuần tấn công từ ban hội Tứ Hải mà thôi. Điểm số đang vẫn hoàn toàn nghiêng về ban hội Tứ Hải nha anh em. Tứ Hải đang đánh một cách rất là hợp lý, có vẻ như bên Tứ Hải sẽ đội hình của họ nhỉnh hơn và có vẻ điểm số lên rất là nhanh. Hiện tại bây giờ ở bên khu vực bên ngoài thì Tứ Hải đang cố gắng đánh những con NPC là chắc kèo rồi. Đây, khu vực bên này thì đang bị đam. À, đây có những anh em Thiên Nhẫn đi đánh NPC rồi. Rồi, và bây giờ thì Tứ Hải đang móc lốp, móc ngược lại cổng chính của ban hội lão. Ôi, tình thế rất là khó khăn đối với ban hội lão rồi anh em ơi. Lão hoàn toàn thất bại sau những tuần tấn công giao tranh trực diện, hoàn toàn thua trực diện. Và bây giờ thì chắc chắn anh em ban hội Tứ Hải sẽ chiếm lĩnh được khu vực hồi sinh này. Đây là khu vực hồi sinh, khu vực hồi sinh của ban hội lão. Nếu mà anh em di chuyển từ bên trong ra thì có thể mất chết mà thôi, rất khó mà tập trung. Biết bao tình nghĩa trên giang hồ đã tông qua gió lửa liêm thành. Chào Đỗ Dân Nhật nha. Hello, hello anh em. Hiện tại kênh YouTube của mình đang bị lỗi nên là mình không like được nha anh em. Có gì mình sẽ quay cái video lại rồi mình sẽ up lên kênh sau. Mình sẽ quay video lại up lên kênh sau nha anh em. Trời màu về đây cũng vò lắm nguyên tái khơi cùng anh. Giãn sương sâu sẽ ghi nhớ mãi mãi về sau muôn thơ. Tứ Hải đang áp đảo khu vực hồi sinh của ban hội lão. Bây giờ thì ban hội lão rất khó mà tập trung nhân số và quân nhân lực cho ban hội của mình. Họ đang bị đánh đuổi hoàn toàn từ trong ra ngoài và từ ngoài vào trong. Hiện tại bên Tứ Hải đang chiếm giữ khu vực phe kim của ban hội lão luôn rồi. Điểm số chúng ta thì 78k điểm đang nghiêng về Tứ Hải, và bên ban hội lão chúng ta chỉ có được cho mình 15k điểm mà thôi. Một tình huống rất là khó đối với ban hội lão chúng ta. Anh em hãy cùng nhau đỡ lại một like, một chia sẻ để ủng hộ tinh thần ban hội lão nào anh em ơi. Hãy đỡ lại một like, một chia sẻ để ủng hộ tinh thần nào mọi người ơi. Và bây giờ thì Tứ Hải chúng ta đang rút về khu vực doanh trại của họ. Hiện tại bây giờ thì nghiêng sói chưa xuất hiện nha anh em. Nghiêng sói chưa xuất hiện nên là những cuộc di chuyển qua doanh trại như thế này thì chỉ là những cuộc dạo chơi của hai ban hội mà thôi. Vừa rồi thì chúng ta đang thấy ban hội Tứ Hải đã rút về doanh trại, và chắc chắn anh em đang cố gắng trang bị thêm những bình máu cho những ạc của mình. Và bây giờ họ chắc chắn sẽ tập trung tại khu vực này rồi. Anh em đang xem đừng quên đỡ lại một like, một chia sẻ ngay bây giờ nha anh em ơi. Đỡ lại một like, một chia sẻ để ủng hộ tinh thần hai ban hội chúng ta. Và cũng như anh em có thể tham gia một mini game, đó là chỉ cần comment con số bất kỳ từ 0 đến 99 và đỡ lại một like, một chia sẻ cái video trên fanpage. Và chúng ta cùng chờ đợi kết quả sổ số giải đặc biệt 2 số cuối miền Bắc
vào ngày mai. Nếu anh em nào mà dự đoán đúng hai số cuối đó thì sẽ nhận ngay phần quà 10 kim nguyên bảo một cách đơn giản dành cho tất cả người xem livestream chúng ta. Một phần quà mini game rất đơn giản và rất là dễ trúng cho mọi người. Tụ hội nơi đang chính năm giao danh, sẵn lòng bao huyền kiêm khắp nơi tình hoa cùng hùng. Phò lòng cứu nên vẫn ngồi sáng, phương trời mau về đây, cùng vò lắm nguyên tái khơi cùng anh. Bây giờ thì Tứ Hải đang rút về khu vực dẫn trại của mình. Bên trong này thì đang có rất nhiều anh em băng hội lão. Họ đang làm gì trong này? Chắc chắn rằng cũng đang cố gắng tìm những ạc bị chết và di chuyển ra bên ngoài và cố giết mà thôi. Nhưng tại bây giờ, cho đến bây giờ thì ngân sói vẫn chưa xuất hiện, thì vào bên trong thì chưa làm được gì cả. Và bây giờ thì ban hội lão đang đẩy ra bên ngoài, đang đâm NPC. Và bên ban hội Tứ Hải thì đang cố gắng rút về. Bây giờ sẽ là một tuần giao tranh cận chiến của hai ban hội. Vừa rồi thì có một số anh em ban hội lão đã rút về tranh trại rồi. Bên ban hội lão thì họ di chuyển rất là rời rạc, không được đầy đủ cho lắm, không được đầy đặn cho lắm anh em. Họ di chuyển rất là rời. Có vẻ như ban hội của họ không đồng lòng với một cái hướng chỉ đạo, nên là các ạc đang di chuyển rất là rời. Ở bên ngoài này thì chúng ta đang cảm giác ban hội Tứ Hải đang đam NPC rất là nhiều. Chúng ta cùng theo chân ban hội Tứ Hải một chút nha anh em. Đại chắc là Tứ Hải đang di chuyển vào trong. Ủa, mình vừa rồi mình vừa theo sâu một anh em trong Tứ Hải mà đâu mất tiêu rồi rồi. Tứ Hải đang vẫn chiếm khu vực hồi sinh này rất là đơn giản. Bên Tứ Hải tập trung rất là đông anh em. Họ di chuyển rất là đều. Chắc chắn anh em rằng trận đấu hôm nay ban hội lão sẽ rất khó mà giành phần thắng. Chỉ vừa trôi qua 20 phút mà thôi. 20 phút thì Tứ Hải đã có cho mình 100 cái điểm rất là nhanh gọn, không giống như những trận đấu trước. Những trận đấu trước nếu mà lên được khoảng 100 cái điểm thì phải trôi qua phải hơn 4-50 phút thì mới có thể được 100 cái điểm. Và bây giờ chúng ta đã thấy ban hội Tứ Hải đã đạt mốc 100 cái điểm. Và bên lão chỉ có cho mình 20 ca mà thôi. Điểm số đang rất là chênh lệch, nghiêng về ban hội Tứ Hải một cách rất là khủng khiếp. Tứ Hải chúng ta đang rút về. Có vẻ như sẽ cố gắng đợi NPC ra khu vực này và đam mà thôi. Đại chiến thật thành. Đại lính hay cương dương lửa trần loạn thần độ. Người ơi giờ đây em. Điểm số chúng ta thì top 1 vẫn là phệ kim Lãng Tử Thần Long. Và top 2 đó là Thiên Kim. Top 3 là phệ kim luôn. Chúng ta chỉ có hai anh phệ kim lên bảng mà thôi. Đó là ban hội lão, đó là Ngọc La Sát và Lãng Tử Thần Long. Và tiếp tục phệ tống đó là Đại Gia Khát Nước Không Muốn Gặp Bảo Kê Thô và Cho Em Xin Bà Tiên và Các Cùm Cung.
và nhiều vẫn gà, chơi nhiều vẫn gà. Bên ngoài này thì đang có một số ạc lẻ tẻ của Văn Hội Lão đang di chuyển đam NVC. Có ai làm kèo Thiên Sơn với Hồng Kim không? Tối nay sẽ là một trận chung kết giữa Hồng Kim với Thiên Sơn nha anh em. Trận chung kết sẽ diễn ra vào lúc 21 giờ. Đó là 9 giờ tối hôm nay sẽ tranh giành nhất nhì ngôi quán quân thiên hạ nhất bang cụm thành đô này. Không biết chúng ta sẽ như thế nào. Đây là chỉ là trận tranh 3-4 mà thôi. Và có vẻ như chúng ta cảm giác rằng Ban Hội Tứ Hải đang nhỉnh hơn rất là nhiều, nhỉnh hơn Ban Hội Lão rất là nhiều. Chúng ta chỉ trôi qua khoảng 20 phút mà thôi thì bây giờ Ban Hội Tứ Hải họ hoàn toàn nhỉnh hơn về điểm số và cả nhân số. Họ tập trung đánh rất là đều đặn và di chuyển khá là hợp lý. Bên Ban Hội Lão chúng ta thì có anh em đánh rất là rời rạc và lẻ tẻ, cho nên những điểm số như thế này thì đang bị đàm rất là không thể nào mà gỡ lên được điểm số mà thôi. Bây giờ thì Tứ Hải đang chắc chắn với anh em rằng đang chiếm lấy khu vực hồi sinh, đang hoàn toàn chiếm lấy khu vực hồi sinh của Ban Hội Lão rồi. Và bây giờ thì một số anh em của Ban Hội Tứ Hải đang chia nhỏ đội hình của mình ra và cố gắng xâm chiếm luôn khu vực hồi sinh này. Giang sơn chẳng thể qua một chữ tình, ai hay một sáng lông ta lừng danh, đã khiến những mông quang sẽ mãi mãi không về. Gạt đi nỗi đau thương của ta, cùng chân thủ ta đi thật xa, từ hôm anh sẽ có sóng gió và sẽ vượt qua chẳng hề xa chi. Hiện tại bây giờ chắc chắn anh em Ban Hội Tứ Hải họ hoàn toàn chiếm đóng khu vực hồi sinh này rồi, không cho một ai di chuyển ra bên ngoài cả. Và bây giờ các anh em Ban Hội Lão rất khó mà tập trung anh em ơi. Họ hoàn toàn di chuyển ra khu vực hồi sinh. Chỉ cần di chuyển ra khu vực hồi sinh thì lại bị đâm. Đây anh em vừa thấy không? Những ạc lễ tẻ di chuyển ra khu vực hồi sinh thì lại bị đâm ngay tức khắc. Và có vẻ như Tứ Hải đã rút về rồi anh em ơi. Họ đang tập trung ngay khu vực ngay gốc cây thứ ba này. Gạt đi nỗi đau thương của ta, cùng chân thủ ta đi thật xa, từ hôm anh sẽ có sóng gió và sẽ vượt qua chẳng hề xa chi. Mà sáng sớm trên vai đời anh hùng, ta đi mang sáng lòng chân thế gian. Anh hùng thiêng lòng Bác Bộ, 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 anh hùng thiêng lòng Bác Bộ. Gạt đi nỗi đau thương của ta, cùng chân thủ ta đi thật xa, đường anh sẽ có sóng gió và sẽ vượt qua chẳng hề xa chi. Hiện tại Ban Hội Lão họ bây giờ họ đang chia nhỏ đội hình của mình ra và đánh loạn xạ cái lên. Mình không thấy một nhóm xe nào cả. Và bây giờ thì Ban Hội Tứ Hải đang cố gắng lùa những ạc lẻ tẻ bên ngoài. Đây là những đoàn xe của Tứ Hải. Cái cùm cùm là ban chủ Tứ Hải, là một ạc nghe mây trưởng. Ạc nghe mây trưởng. Yeah.
Ở trận đấu này thì chúng ta cảm giác rằng Tứ Hải hoàn toàn nhìn hơn về tất cả mọi mặt, như là chiến lược và cũng như là lối đánh và cũng như là nhân số. Họ luôn luôn tập trung một đội hình rất là khủng, rất là to. Và đây thì mình đang theo chân xe của ban chủ Gác Cùng Cung, và những cái xe còn lại chắc chắn là em đang ở bên khu vực của ban hội lão, chắc chắn đang xâm chiếm bên khu vực Hòn Kim rồi. Sau đây em đang xâm chiếm bên khu vực Hồi Sinh rồi. Đây chắc chắn là vậy. Hiện tại bây giờ thì tất cả các đội hình của ban hội đang chia nhỏ ra và càng quét ban hội lão một cách tốt nhất có thể. Ở bên ngoài thì vẫn đang có những ban hội lão di chuyển rất là rời rạc. Để mình xem thời điểm số sẽ như thế nào sau 30 phút trôi qua. Chúng ta chỉ còn khoảng 3 phút nữa thôi, 3 phút nữa thì sẽ xuất hiện nghiêng sói rồi. Tình hình không biết như thế nào đây. Để mình về danh trại của Tứ Hải rồi mình sẽ quay lại danh trại của ban hội lão cho anh em xem. Không biết có ai cố gắng thủ hay không. Chỉ còn khoảng 2 phút nữa sẽ xuất hiện nghiêng sói. Ở bên ngoài này thì đang có sự solo của hai cao thủ Quách Kim Phi và Hoa Mộc Kim Tinh, một thiên nhẫn và cái băng rồng. Anh này là cũng full set kia được vài món. Ôi, ông này cũng full set hỏa sắc, full set tím. Ôi cái mũ mít rồi. Ôi gia chiền. Vũ khí 193 và thời gian 140 rất đẹp luôn. Và đây là một số xe của ban hội lão. Điểm số chúng ta vừa thấy thì hoàn toàn nghiêng về ban hội Tứ Hải, là có cho mình 157k điểm rồi. Và bên ban hội lão chỉ mới có cho mình 35.600 điểm mà thôi. Một điểm số rất khó mà gỡ gạt trong tình huống này. Chúng ta chỉ còn 1 phút nữa. 1 phút nữa sẽ xuất hiện nghiêng sói tại khu vực danh trại ban hội lão. Chúng ta cùng chờ đợi sẽ như thế nào. Liệu ban hội Tứ Hải có kết liễu được nghiêng sói ngay và liền hay không. Nghiêng sói sắp xuất hiện tại khu vực này. Hiện tại đang có một số hạt đường môn như là Vợ Thằng Yên đang cố gắng đặt bom, đỡ đợi nghiêng sói ra và dính bom luôn. Chúng ta còn 1 phút nữa. Chắc chắn anh em thì nghiêng sói này sẽ như thế nào không biết. Bên ngoài này thì đang có một số anh em ban hội lão. Và bây giờ nghiêng sói đã xuất hiện, nghiêng sói máu hợp thủy. Ôi, tình hình rất là khó khăn rồi. Nếu mà nghiêng sói kết thúc thì chắc chắn anh em thì phần thắng hoàn toàn nghiêng về ban hội Tứ Hải mà thôi. Rồi xong, Tống Kim công bố gọi là nghiêng giết được nghiêng sói phía Kim. Và chắc chắn anh em thì đã giết được nghiêng sói thì điểm số thì lên một veo veo. Bây giờ chúng ta cùng theo chân các cao thủ của ban hội Tứ Hải. Đây là Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng đang nằm trên top. Là mục tiêu rồi, này thấy trên top mà ta. Không có trên top. Đây là ạc đường môn. Độc sắc nội ngoại. Một set hiệp cốt. 3 món phòng thủ và một món kháng hỏa. 2 món kháng hỏa, cái nhẫn nữa 2 món. Chúng ta cùng di chuyển qua bên này thử như thế nào. Nãy giờ thì mình ban hội lão họ di chuyển tứ hướng, mình không biết chỗ nào mình tìm luôn. Trong này thì cũng còn một số anh em ban hội Tứ Hải hiện tại đang giao tranh tại khu vực này. Lần tuần đấu này thì ban hội lão họ đánh rời rạc quá nè,
rời rạc quá thì mình rất khó mà tìm những tuần giao tranh cận chiến cho anh em xem. Hiện tại server này thì cấp cao nhất là 142 rồi nha anh em, 142 thì mình biết là vậy. Bên ngoài thì đang có những hạt rời rạc và những đoàn xe đang cố gắng đâm NPC. Bên trong này thì đang có sự tập trung của bán hội lão cũng rất là đông. Và vào lúc tối nay 21 giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu trận giao tranh tranh nhất nhì và lên ngôi quán quân thứ hạng đệ nhất bang vào ngày hôm nay. Đó là sự giao tranh giữa bang hội Hòn Kim và bang hội Thiên Sơn. Anh em chúng ta tí nữa sẽ cùng xem trận đấu diễn ra như thế nào nha anh em. Điểm số mình vừa thấy đó là bang hội Tứ Hải có cho mình 172k và bang hội Lão có cho mình 40k mà thôi. Họ đang thua một điểm số rất là cao, rất khó mà gỡ được con số điểm này. Hiện tại họ đang bị tấn công tại khu vực gần cửa 9 giờ. Giấc mơ mới đã hội tụ, bát mạch chân kinh tranh thần thù. Kim ô ngày cô dương sắc bay, hiền kinh mẫn đào phú mây. Những chi sai thân hùng mây, bát mạch chân kinh cung huyền đạo. Võ Lâm hùng anh có bác mạnh thần thông, thì ai sẽ là minh chủ? Và bây giờ thì đang có một đoàn xe của Thứ Hải đang đẩy vào khu vực cửa 9 giờ. Ở bên trong này thì đang có một số anh em ban hội lão đang cố gắng giết một ạc nào đó mà cũng đã vừa thành công. Ơi và bây giờ chúng ta đang theo chân không muốn gặp, không muốn gặp là một phái cái băng rồng, cái băng rồng. Ôi giờ chuyện ngon quá. Mẫn đào phú mây, những chi sai thân hùng mây. Chúng ta chỉ còn 25 phút mà thôi, chắc chắn anh em rằng trận đấu này sẽ nghiêng về bang hội Tứ Hải. Lão già đang rất cố gắng nhưng mà sẽ như thế nào? Điểm số chúng ta thì top 1 đó là Thiên Kim phê Tống, và phê Kim đó là Lãng Tử Thần Long. Và Ngọc La Sát đã rút về top 10 rồi, và toàn bộ là phê Tống mà thôi. Trong trận đấu này thì theo mình cảm giác rằng thì chỉ mới vừa 20 phút trôi qua
Chỉ mới vừa 20 phút trôi qua thì mình cảm giác anh Hội Thứ Hải sẽ là người giành phần chiến thắng, giành lấy giải ba của Thiên Hà Đệ Nhất Bang này rồi. Thứ Hải luôn tấn công rất là ổn định và từ mọi phía Bang Hội Lão rất khó mà thủ được điểm số, và như là danh trại của mình luôn luôn tấn công, danh trại của họ luôn luôn bị tấn công. Thứ Hải luôn tấn công dồn dập và bây giờ thì họ đang đẩy thẳng vào cổng chính. Bên cổng chính thì chúng ta chỉ còn vài bạn mà thôi, rất là rời rạc. Trở lại nơi hẹn thề năm xưa, kỷ niệm nào ở bên góc mai ta tiến về ngọn đồi đông cũ, thanh thành sơ nguyên nguyên kề vai giữa trăng, đào hoa đào cô đơn mong chờ, mà sao tăng ta mãi đi tìm, tìm đâu ra hình bóng giai nhân bên người anh hùng, xa cũ đưa trở về sang tân, trong vu quy nói lên khiến ta đau lòng. Anh em mang về dự hôn lễ, hương ngày xưa nơi đây nguyện làm kết duyên. 15 năm có mấy chữ tình, mà sao ta vẫn luôn nhớ mong hoài. Tìm đông trong vùng ba gió sương trong giấc mơ. Chúng chiếc trái du thành trong kiếm đao em đang ở đâu? Biển kinh tương dương đôi con tống kiếm chưa hai con trời như giấc mơ ta và em. Tiền kiếm bóng dáng kiêu xa đã giữ trái tim anh hùng. Ai ghi nhận có ai vượt qua? Ngựa phi hát huyết lâm cầu chi trái ta quyết xuống trần. 15 năm ta vẫn tìm em. 15 năm ta vẫn tìm em. Hiện tại chúng ta chỉ còn khoảng hơn 10 phút nữa thôi em. Hai chục phút nữa thì trận đấu này sẽ chính thức khép lại rồi. Xa khu đưa trở về sang tân, trong vu quy nói lên khiến ta đau lòng. Anh em mang về dự hôn lễ, hương ngày xưa nơi đây nguyện làm kết duyên. 15 năm có mấy chữ tình, mà sao ta vẫn luôn nhớ mong hoài. Tìm em trong phòng ba gió sương hay trong giấc mơ. Hay trong giấc mơ. Cùng anh ngân ngân đôi đời quyết chung chiếc trái du thành, trong kiếm đao em đang ở đâu? Biển kinh tương dương nỗi loạn tông kiếm chưa hay vương trời như giấc mơ ta và em. Tiền kiếm bóng dáng kiêu xa đã giữ trái tim anh hùng. Ai ghi nhận có ai vượt qua? Ngựa phi hát huyết lâm cầu chi trái ta quyết xuống trần. 15 năm ta vẫn tìm em. 15 năm ta vẫn tìm em. Hùng lãnh ở khắp nơi đời quyết chung chiếc trái du thành,
trong kiếm đao em đang ở đâu. Biển kinh thương thương nơi đòn quyến kim chưa ai cùng trời, như giấc mơ ta và em. Tìm kiếm bóng dáng kiêu già đã giữ trái tim anh hùng, ai nghĩ nhân có ai vượt qua. Ngựa phi hàng nguyên mong cầu chi trai đã quyết xuống trần. 15 năm ta vẫn tìm mê, 15 năm ta vẫn tìm mê. Dù bao khoảng một thời gian trôi qua thì anh em cũng đã thấy ban hội Tứ Hải họ di chuyển rất là ok, và những đoàn xe của họ luôn luôn tấn công dồn dập ban hội lão. Và cho đến những giờ phút bây giờ thì ban hội lão rất khó mà giao tranh với ban hội Tứ Hải. Tại khu vực điểm hồi sinh thì cũng đang bị tất cả anh em xâm chiếm, và bây giờ chúng ta cùng theo chân một số anh em ban hội Tứ Hải nha anh em. Chắc chắn anh em rằng trận đấu hôm nay sẽ giải ba của giải thứ hai này nhóc bang sẽ nghiêng về hoàn toàn ban hội Tứ Hải. Đây là điểm hồi sinh của Tứ Hải. Sau đây em đây là điểm hồi sinh ban hội lão. Một số anh em di chuyển ra thì lại bị đam, rất khó mà tập trung. Dân lòng lây lừng sau một hồi giao tranh thì ban hội lão đã hoàn toàn chiếm lấy là được khu vực hồi sinh của mình, và chúng ta cùng chờ đợi xem liệu ban hội lão họ có tập trung ban hội của mình hay không. Và không, hiện tại họ đang di chuyển rời rạc đi đâu rồi anh em ạ. Họ đang đẩy ra khu vực giữa chiến trường này sẽ như thế nào đây. Nếu mà không tập trung thì cứ như thế này thì rất khó mà đánh được, nhưng mà chắc chắn anh em thì điểm số rất khó mà gỡ rồi. Na 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 na. Tương truyền rằng ở trên gian đồ một ý kiến võ công vang hồng mãi, hồng đại phái bao nhiêu chi trai quân ba năm đời đề. Bát mạch chân kinh hoàng danh, tiếng rơi ra lành. Điều vùng anh lãng xu đến thành kiếm, mật đạo binh kinh bao khó khăn tâm kiếm hiệp huy không sợ. Kiếm tiền chân kinh xung hài chân chân đã nổi lên dồn vang khắp cơ thành, còn bò lắm bao chi trái trở về phi nhanh hàng huyến về nơi đúng phố Lâm An. Người bò lắm cùng sánh vai quyết chiến vượt bay núi thanh thành. Chúng ta chỉ còn 15 phút nữa thôi, 15 phút nữa thì sẽ chắc chắn với em rằng ban hội Tứ Hải sẽ lên ngôi giải Võ Lâm Minh Chủ. Sau đây mang giải thứ hai đi nhóc bang của cụm mấy chủ thành đô. Đây là những giây phút cuối cùng, và điểm số thì đang vẫn nghiêng hoàn toàn về ban hội Tứ Hải.
mình sẽ gì giành chạy điểm hồi sinh của ban hội lão nha anh em. Chắc chắn anh em rằng ở khu vực này sẽ rất là hot. À nhưng mà không có ai cả. Đang có một xe của ông Đường Môn, theo xe ông Đường Môn một chút đi. Tuyết rơi ra lành. Mận đời bao mơ nhưng vẫn không chi. Trong chân đã nổi lên dồn vang khắp cơ thành. Còn bò lòng bao chi trái. Hiện tại cho đến bây giờ thì chưa có tuần giao tranh nào cụ thể cả, nên là mình chỉ có thể theo dõi theo sâu tất cả anh em đỡ xem tình hình thôi. Nên là chúng ta cho đến bây giờ thì chưa xem được cuộc giao tranh nào giữa hai ban hội Tứ Hải và ban hội lão. Sau khoảng một thời gian đầu thì Tứ Hải áp đảo khá là nhiều, cho nên cho đến bây giờ thì ban hội lão họ không thể nào mà tập trung toàn vẹn nhân số ban hội của mình. Nên chúng ta chỉ có thể xem những cuộc giao tranh lẻ tẻ như thế này mà thôi. Trong mây quy chỉ bay huyền thành, bát mạch chân tinh thần thơ. Vượt bay núi thanh thành, gió bao cát sa mạc, vượt ngàn ngọn sông sô tiệm. Và bây giờ thì ban hội Tứ Hải đang hoàn toàn tập trung ngay danh trại của mình, không đi đâu cả. Chắc chắn anh em rằng Tứ Hải sẽ lên ngôi giải hạng 3 thiên hạ đệ nhất bang mùa này. Cửu niên vẫn lời xa. Hiện tại Tứ Hải đang tập trung ngay danh trại của mình và chờ đợi kết quả mà thôi. Và bây giờ đây là tuần giao tranh từ ban hội lão. Lão chỉ có khoảng vài 20-30 ạc mà thôi. Chào Thuận Phan nha. Rất là đáng tiếc cho Thứ Hải không gặp được Thiên Sơn em à. Thứ Hải đã bị loại, đã bị thua trong trận đấu ngày hôm qua. Thì họ chỉ có thể tranh 3-4 mà thôi. Và đây là trận tranh 3-4. Và chắc chắn anh em Thứ Hải sẽ lên ngôi giải 3 trong ngày hôm nay của giải thiên hạ đệ nhất bang này. Khắp phương trời mau về đây, cùng vò lắm nguyên tái khơi phương anh. Sẵn sớm về đi nhớ. Làm gì vậy? Muốn dữ trời. Chúng ta chỉ còn 9 phút nữa thôi.
Và nghiên sói bên khu vực tứ hải thì vẫn còn nguyên máu, không mất một giọt máu nào cả. Và chắc chắn anh em đang có một số anh em đang đẩy thẳng lên nhanh chạy bên ban hội tứ hải, nhưng mà không biết sẽ như thế nào. Thì chúng ta cùng theo dõi nghiên sói tứ hải thôi anh em. Chắc chắn với anh em trận đấu ngày hôm nay tứ hải sẽ lên ngôi giải ba rồi. Chúng ta không còn gì để bàn tán cả sau khi nghiên sói của bên khu vực ban hội lão họ đã hoàn toàn bị chết. Và chúng ta vẫn đang có một mini game dành cho tất cả người xem livestream chúng ta. Anh em chỉ cần để lại một like, một chia sẻ và comment một số bất kỳ từ 0 đến 99 để có thể nhận ngay phần quà 10 kim nguyên bảo dành cho tất cả người xem nha anh em. Chỉ cần để lại một like, một chia sẻ và comment một số bất kỳ từ 0 đến 99. Và chúng ta sẽ dự đoán, đó là dự đoán kết quả sổ số giải đặc biệt hai số cuối vào ngày 12 tháng 6 là vào ngày mai. Tay khơi vùng anh điểm số của chúng ta thì phê tống có vẻ là hoàn toàn rất là cao. Tống top 1 đó là Bảo Cơ Thô, phê kim đó là Lãng Tử Thần Long, và tiếp tục phê tống là Thiên Kim, và tiếp tục phê kim đó là Ngọc La Sát. Top 5, top 6 đều là phê tống đó là Không Muốn Gặp và Nhìn Chị Móc Mắt. Top 7, top 8 là phê kim Stay At Home và Bom Online. Top 9 đó là Đại Gia Khắc Nước, và top 10 phê tống đó là Đường Vũ. Chúng ta chỉ còn khoảng 5 phút nữa nha anh em. 5 phút nữa thì trận đấu giải đấu thiên hạ đệ nhất bang tranh 3-4 của cụm thành đô này giữa ban hội tứ hải và ban hội lão sẽ chính thức chấm dứt, kết thúc. Và chắc chắn anh em rằng phần giải 3 sẽ nghiêng về hoàn toàn ban hội tứ hải rồi. Tứ hải đã có một số điểm rất là khủng, và sau khi cũng đã kết thúc được nghiêng sói về ban hội lão thì hoàn toàn họ chắc chắn là lên ngôi giải 3 trong giải đấu thiên hạ đệ nhất bang mùa này rồi. Và chúng ta vào lúc 19 giờ hôm nay, sau đây anh em vào lúc 21 giờ hôm nay là vào lúc 9 giờ tối thì khoảng 30 phút nữa thôi. Sau khi trận tranh 3-4 này kết thúc thì sau 30 phút sau chúng ta sẽ tiếp tục xem trận đấu tranh chung kết nhất nhì của hai ban hội mạnh nhất của cụm mấy chủ thành đô này. Đó là ban hội Thiên Sơn với ban hội Hoàng Kim. Mong rằng tí nữa anh em sẽ cùng nhau lên xem livestream giao tranh của hai ban hội này tranh ngôi quán quân thiên hạ đệ nhất bang sẽ như thế nào nha anh em. Đại chiến thắng thành xuân này em ở đâu, từ ba lắng ta tìm người người thiên thú ta gặp nàng xích long câu vội lưới vì gian tân nàng vẫn ở nơi hẹn thề cùng nguyên lão vẫn nguyện cầu cầu cho ta quyên ương tìm thấy nhau. Điểm số thì hoàn toàn nhìn về tứ hải rất là cao, 243k điểm rồi.
Về bên ban hội lão chỉ có cho mình 91k điểm mà thôi, một điểm số chênh lệch rất là nhiều. Thứ Hải hoàn toàn chắc chắn nắm lấy ngôi hạng 3 của Võ Lâm Thiên Hạ Nhất Bang mùa này của cụm Thành Đô. Chúng ta chỉ còn 2 phút nữa thôi anh em. 2 phút nữa thì chính thức ngôi giải 3 sẽ thuộc về ban hội Tứ Hải rồi. Chúng ta không còn gì để bàn tán nữa. Một thời đại chiến kia, đại chiến. Chúng ta chỉ còn 1 phút nữa thôi. Ok, và chúng ta đã có cấp thức chính thức kết quả của ngày hôm nay, đó là ban hội Tứ Hải. Chính thức là ban hội Tứ Hải đã lên ngôi bằng thiên hạ nhất bang của cộng mấy chủ Thành Đô này. Và chút nữa chúng ta sẽ tiếp tục xem trận tranh chung kết giữa ban hội Hoàng Kim và ban hội Thiên Sơn sẽ diễn ra vào lúc 21 giờ hôm nay nha anh em. Và xin chúc mừng ban hội Tứ Hải một lần nữa, và chúng ta cùng xin chia buồn ban hội lão của chúng ta. Họ chỉ dừng lại với giải hạng 4 của server Thành Đô này thôi. Và bây giờ Khải sẽ live stream, và chút nữa sẽ gặp lại anh em sau nha anh em. Và bây giờ chúng ta sẽ, mình xin cảm ơn anh em đã theo dõi live stream này, và xin kính chào, hẹn gặp lại anh em vào buổi live stream 21 giờ 19 giờ tối nay. Bye bye mọi người nhé.